Xin được chào mừng quý vị đang cùng theo dõi chương trình Bác sĩ ơi tại sao. Và chương trình của chúng ta được phát sóng vào lúc 16 giờ 10 phút thứ bảy trên kênh HTV7. Kính thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại của chúng ta thì căn bệnh xơ phổi trở nên khá là phổ biến và rất là nhiều người mắc phải. Chính vì vậy mà những thông tin liên quan đến căn bệnh xơ phổi thì chúng ta cần phải nắm để biết cách phòng ngừa và điều trị cho bản thân mình cũng như là cho những người thân trong gia đình. Và như quý vị cũng biết là bệnh xơ phổi cũng là một căn bệnh liên quan đến hô hấp. Chính vì vậy mà nó có khả năng dẫn đến rất là nhiều những biến chứng nguy hiểm. Để chia sẻ thêm với quý vị liên quan đến căn bệnh xơ phổi, mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thiên Bình, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc của bệnh viện Trường Vương. Xin chào MC Bích Nga, xin chào quý vị khán giả xem đài. Mở đầu chương trình thì xin được mời tất cả quý khán giả cùng theo dõi một đoạn phim tình huống mà chúng tôi ghi nhận được ngay sau đây. Cây đu đủ nè, không có ai để mình hỏi thăm coi. Chết tôi rồi. Bắt gặp tay trận nghe chưa? Trời ơi, Thủy ơi, Thủy. Kêu thì kêu nhỏ nhẹ đi, kêu mạnh vậy trái tim rớt xuống đất thì sao kịp mà lụm vô. Đó, anh nhỏ. Hết hồn chứ, thì kêu nhỏ nhẹ đi. Vậy làm cái gì mà rình rập lén lúc, giống như là chuẩn bị vô nhà ta bắt gà bắt vịt gì vậy? Nó bậy nó bạ không à. Chứ sao? Thì đang định kiếm người ở cái khu vực này mình hỏi cái cây đu đủ này là đực hay cá vậy? Ủa? Cây đu đủ đực hay cá có liên quan gì tới chị? Mà tỷ dụ như mà nó nằm chính giữa cũng có ảnh hưởng gì tới chị đâu, tự nhiên người hỏi. Còn ngừng hái lá đu đủ. Trời ơi! Cái gì nữa vậy? Hái lá đu đủ rồi đem bán cho thương lái nước ngoài phô. Nói nghe nè Thúy, người ta thường nói là cái miệng nó sinh thế chỉ nói điều hay thôi. Mà nãy giờ tôi không thấy cái điều gì mà hay ho hết trơn trời. Ý chị Duyên hả? Chú Duyên là tự mấy người nói. Xin lỗi chị đi, em với con Duyên không có chơi với nhau. Bây giờ em hỏi chị nè, chị hái lá đu đủ về làm gì? Thì ta uống. Trời ơi, người ta uống trà, uống hoa hồng hay là hoa đậu biếc cho đẹp da. Tự nhiên đi hái lá đu đủ gì uống? Trời, hái đu đủ kệ người ta. Em thấy thái độ chị em nghi ngờ. Lá đu đủ nè, lá đu đủ nè. Trời ơi, chị biết không? Chị Dung. Ờ, Thế. Dạ. Ờ, trời ơi, chị biết không? Cực khổ chết vậy. Trời, tôi đi hái lá đu đủ. Mà ta nói hả? Trời ơi, lá đu đủ cả đùi nè. Thôi, đâu có nùi, đâu có hai nhà thôi đó. Trời ơi, năng điểm muốn chết, tao cho hái lá đu đủ đó. Ủa mà hái lá đu đủ chi vậy? Bà Phụng nè. Bà chi? Phụng muốn hả? Là như vậy nè. Dùng, muốn cả làng cả xóm biết hả Dung? Trời ơi, em đâu có nói với cả làng cả xóm đâu. Chị nói là chị qua cái bữa đó. Cả làng gì mà Phụng, cả làng cả xóm. Em la đâu, cái nhà nào mà có lá đu đủ em. Chị lại em nói nhỏ nhỏ nè. Nói nghe nè, cho tôi mấy lá đu đủ đi, tôi hái cho bà Phụng. Tôi đi qua bên kia tôi thấy có lá đu đủ thôi. Nói nghe nè, cho tôi mấy lá tôi hái cho bà Phụng. Vậy là cả làng cả xóm biết rồi, còn gì nữa? Gì không? Bà bị bệnh xơ phổi. Cái gì? Chị Phụng bị bệnh xơ phổi. Trời đất ơi, bà Phụng bị bệnh xơ phổi. Trời ơi. Bị bệnh xơ phổi là đi xa đi. Nhỏ làm vô duyên quá gì. Bệnh phổi. Rồi sao? Những cái bệnh liên quan tới phổi á, là người ta cho rằng á, nó có tính chất truyền nhiễm rất là cao. Cho nên không ai dám tiếp xúc đâu. Lây lạ ơi, đi xa đi. Nãy giờ hai người bị tôi lây hết rồi đó. Làm quá Trời ơi. Rồi, làm gì vậy? Uống lá đu đủ trừ bệnh phổi không? Em ăn lá đu đủ sống luôn. Nhưng mà phải lá đu đủ đực mới được. Ủa này đực hay cái vậy? Ai biết. Thầy đực, thầy đực. Trời đất, bữa hôm tôi đi khám bác sĩ. Bác sĩ này là bệnh xơ phổi. Thì đang uống thuốc rồi nè. Chứ còn rõ gì căn bệnh này tôi cũng còn mù mờ chưa có rõ. Thôi bây giờ như vậy nè. Em thấy bữa nay á, chị em mình đầy đủ mà ai cũng thắc mắc về xơ phổi á. Hôm ấy mình gặp bác sĩ, mình hỏi thử về xơ phổi là gì. Thưa bác sĩ, qua đoạn phim tình huống vừa rồi thì chúng ta thấy là hai nhân vật đang cảm thấy rất là băn khoăn và lo lắng liên quan đến căn bệnh xơ phổi. Vậy thì câu hỏi đầu tiên xin mời bác sĩ cùng chia sẻ về căn bệnh xơ phổi là gì và nguyên nhân của nó thì xuất phát từ đâu ạ? Cái bệnh xơ phổi là cái bệnh của phổi xảy ra khi cái nhu mô phổi nó bị tổn thương và hình thành sẹo. Khi sẹo nó hình thành lên rồi thì phổi trở nên cứng và nó dày hơn, làm cản trở hoạt động hô hấp của bệnh nhân, làm cho bệnh nhân cảm giác khó thở. Quá trình tạo sẹo mà hình thành rồi thì là quá trình không thể đảo ngược được, cho nên cái tổn thương phổi sẽ là một cái tổn thương bệnh viện và cái tiến triển. Tuy mà không biết được cái nguyên nhân trong đại đa số trường hợp, nhưng người ta thấy rằng nếu cái xơ phổi vô căn này nó xảy ra thì thường là ở tập 60-70 tuổi, ở người nam thì nhiều hơn người nữ. Ngoài ra người ta còn xác định được một số nguyên nhân làm tăng cái nguy cơ mắc xơ phổi. Mình làm việc trong cái môi trường ô nhiễm, mình hít phải những cái bụi đá, thường gọi là bụi silic, mình có thể mắc cái xơ phổi. Sau dùng một cái số thuốc đặc biệt mình cũng có thể mắc xơ phổi nếu trong cái gia đình mình có ít nhất là hai người bị bệnh xơ phổi. Ở bệnh xơ phổi thì mình có hai triệu chứng mà mình cần phải đi khám bác sĩ. Nhất là ho, thì ho ở đây đặc điểm là thường ho khan.
và mình dùng một cái thuốc giảm ho nào thì cái ho nó cũng không có cắt được. Cái thứ hai là bệnh nhân khó thở. Thông thường ví dụ như mình leo một cái cầu thang đó, thì mình leo ba cái cầu thang đó mình vẫn thấy bình thường. Nhưng một số người ví dụ mình leo tới cầu thang thứ ba rồi đó, mình cảm thấy mệt khó thở. Nhưng mà người ta thường bỏ qua cái triệu chứng này, người ta tại vì có thể hôm nay mình mệt, cũng có thể là tại vì mình tuổi mình lớn rồi cho nên mình leo vậy. Rồi theo một thời gian đó thì cái khó thở sẽ tiến đăng lên. Nên khi mình hoạt động nhẹ, bệnh nhân cũng khó thở. Như vậy thì khi mà chúng ta bị xơ phổi thì cách thức điều trị như thế nào ạ, thưa bác sĩ? Mỗi khi mà phổi tạo sẹo rồi thì mình không thể đảo ngược quá trình đó. Hiện tại là không có một cái thuốc nào mình có thể trị dứt điểm cái căn bệnh xơ phổi. Mình có thể làm chậm cái tiến triển của cái xơ phổi lại. Hiện tại thì có hai nhóm thuốc mà có thể giúp điều trị xơ phổi. Một cái nhóm đầu tiên là thuốc ức chế miễn dịch. Một cái người ta ghi nhận là một cái số trường hợp xơ phổi nó có liên quan đến bệnh lý miễn dịch, ví dụ như bệnh viêm khớp dạng thấp hay lipid băng đỏ, thì mình có thể sử dụng cái thuốc ức chế miễn dịch làm chậm cái tiến triển. Mà cái nhóm thuốc thứ hai đang được phát triển và ứng dụng đó là những thuốc mà làm chậm cái tiến trình xơ phổi lại. Như vậy là phải biết cách sống chung với căn bệnh này đúng không ạ? Như bác sĩ chia sẻ, nó cũng là một căn bệnh liên quan đến đường hô hấp. Như vậy câu hỏi đặt ra là có dễ bị lây lan từ người này sang người khác không ạ, thưa bác sĩ? Xơ phổi là hậu quả của những bệnh lý khác thôi. Cho nên xơ phổi nó không có khả năng lây lan. Ngoại trừ cái trường hợp nào trong cái xơ phổi mà liên quan đến bệnh lao đó, thì chính cái bệnh lao đó là bệnh lây nhiễm. Mọi người có lẽ là đã hiểu rõ hơn về căn bệnh này, cũng giải quyết một phần tâm lý cho nhân vật trong đoạn phim tình huống ngay từ đầu của chúng tôi. Như vậy cách thức để mà mọi người phòng ngừa là gì ạ? Cái xơ phổi này xảy ra ở bệnh nhân ở lứa tuổi 60-70 và thường ở người nam mà liên quan tới hút thuốc lá. Vậy việc đầu tiên của mình á là nên bỏ thuốc lá đi. Mình nên chích ngừa vaccine, ngừa bệnh cúm. Như vậy là mình đã hạn chế được cái nguy cơ mình mắc với phải siêu vi. Liên quan đến nghề nghiệp thì những cái người mà làm trong cái môi trường độc hại, ví dụ như những thợ khai thác đá, thì thường thường họ dùng những dụng cụ bảo hộ vậy á, thì thường họ thấy khó chịu thì phải đeo cái mặt nạ, phải khó thở. Nhưng mà nếu mình làm cho người ta hiểu được là cái nguy cơ, cái tác hại của mình nhiễm phải những cái bụi silic như vậy thì người ta hợp tác. Quay trở lại với đoạn phim tình huống ngay từ đầu, Bích Nga có mời bác sĩ xem đó. Thì trong đó là hai nhân vật này có ý là muốn đi tìm những loại thuốc hoặc là những loại thảo dược dân gian để có thể giúp chữa trị các bệnh xơ phổi, bởi vì họ cũng sợ rất là nhiều những cái tác hại phụ của việc dùng thuốc Tây. Như vậy bác sĩ nói như thế nào về tình huống này ạ? Thì dùng thuốc nào cũng vậy, nó cũng giống như con dao hai lưỡi. Nếu mà mình dùng thuốc tốt đó, mình giúp cho bệnh nhân khỏe mà mình ít cái tác dụng phụ. Như vậy cái chiến lược dùng thuốc ở đây rất quan trọng. Trong cái tình huống này mình thấy nhân vật đó thảo luận về cái đu đủ, thì có thể là cái đu đủ nó có thể tốt trong cái trường hợp cho cái nhân vật đó thôi. Tại vì mình uống cái đó mình thấy khỏe thì họ cho mình cảm giác phấn khích lên thì mình cảm giác khỏe, chứ không chưa hẳn là cái lá đu đủ nó có khả năng trị bệnh. Những lưu ý khi phòng ngừa và điều trị bệnh xơ phổi. Xơ phổi là bệnh không thể điều trị được hiệu quả triệt để nên cần phải tích cực phòng ngừa. Những biện pháp phòng ngừa: chữa trị khỏi hoàn toàn các bệnh lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì, viêm gan siêu, viêm khớp dạng thấp, hội chứng suy giảm miễn dịch. Phòng ngừa các bệnh lý về phổi do nhiễm khuẩn khác như viêm phổi, lao phổi, nấm phổi. Đối với người lao động đặc thù trong môi trường bụi bẩn, nhiều hóa chất độc hại, cần mặc đồ bảo hộ lao động, đeo khẩu trang, không hút thuốc lá, thuốc lào, chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập luyện thể dục thể thao khoa học. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều ạ. Vậy thì sau khi nghe những lời tư vấn của bác sĩ Thiên Bình thì nhân vật trong đoạn phim tình huống của chúng ta họ sẽ có cách xử trí như thế nào? Mời quý vị cùng quay trở lại với đoạn phim của chúng tôi. Trời ơi, đó thì cái bệnh nó là như vậy đó. Không ngờ bệnh xơ phổi nguy hiểm dữ vậy ha. Bữa hôm đi khám thì bác sĩ nói là chưa có cách điều trị dứt điểm, nhưng mà mình ăn uống rồi mình kết hợp này kia cho mình có cái sức đề kháng. Nhưng mà tôi thấy cái quan trọng nhất là mình là phòng bệnh còn hơn là chữa bệnh kìa. Bây giờ mình nên tránh tiếp xúc các bệnh mà liên quan tới phổi như là lao phổi này, rồi hội chứng suy giảm miễn dịch nè, rồi là viêm khớp dạng thấp nè, thì mình phải nên tích cực điều trị để đừng để lại di chứng mà rồi ảnh hưởng tới phổi sẽ gây đến xơ phổi đó. Chị ơi, mà chị còn phải nhớ lưu ý nha. Nếu như mà tiếp xúc hoặc làm việc ở môi trường mà khói bụi ô nhiễm là phải đeo khẩu trang nè, phải mặc đồ bảo hộ lao động nè. Đặc biệt là tránh những cái chất như là thuốc lá, bởi vì những cái thứ này nó có thể tạo ra những cái bệnh không mong muốn đó. Thì biết rồi, ai mà mong muốn mình bệnh thì đừng hút thuốc lào nha. Trời ơi, điên hả? Ai biết được nhiều khi mà hút thuốc lào thì sao? Thôi đó nghe nè, bây giờ thay vì bây giờ mình đứng mình nói mình tám vậy thì tại sao mình không đi chợ đi, rồi mình mua thức ăn, rồi mình những thức bổ dưỡng mình về mình bồi dưỡng cho gia đình của mình và cho bản thân mình luôn. Đúng rồi đó. Nhưng mà điều quan trọng hơn á là không được quá buồn phiền hay lo âu về sức khỏe, tại vì sự khỏe mạnh về tinh thần nó sẽ giúp ích rất nhiều cho cái việc chữa bệnh. Chị á, nghe chị biết rồi. Cười đi chị. Chị cười rồi đó. Rồi thôi bây giờ mọi người cũng đến nỗi nào hết cách ly tôi rồi hả?
Kính thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Bác sĩ ơi tại sao của chúng tôi tuần này cũng xin được tạm dừng. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 16 giờ 10 phút thứ bảy trên kênh HTV7.